Xin chào các em, thầy là thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học tại hệ thống giáo dục hocmai.vn. Và ngày hôm nay trong video này thầy sẽ review cho các bạn một số thông tin liên quan đến khóa ôn thi đại học PENI dành cho các bạn học sinh 2K4. Ở thời điểm này thì các bạn học sinh 2K4 đã bước vào cái giai đoạn giữa của học kỳ 1 rồi, đúng không ạ? Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đâu. Đến thời điểm này thì các em bắt đầu phải bước vào một cái giai đoạn mà chúng ta kết hợp giữa việc rèn luyện kỹ năng làm đề, kỹ năng làm bài thi song song với việc tích lũy các kiến thức mới, và khóa PENI sẽ là một sự bổ sung rất cần thiết cho các bạn lúc này. Nếu như PENC là khóa tập trung vào việc là trang bị các kiến thức về lý thuyết và cung cấp các phương pháp giải toán, thì ở trong PENI này thầy sẽ chú trọng nhiều hơn vào việc là rèn luyện các kỹ năng làm bài và tích lũy kinh nghiệm cho các em thông qua việc giải các cái đề thi thử. Năm nay thì khóa PENI được thiết kế gồm có 20 đề thi, sẽ quét hết một lượt tất cả các dạng bài mà chúng ta thường gặp nhất ở trong đề thi. Bên cạnh đó thì 20 đề thi này lại được phân ra thành 3 cấp độ, đó là các đề tiêu chuẩn, đề nâng cao và đề thực chiến. Đây là một điểm mới của năm nay. Với cách phân loại đề thi như thế này thì các em cũng sẽ phân hóa được cái năng lực của mình. Chúng ta sẽ biết được là hiện tại năng lực chúng ta tới đâu, còn cách mục tiêu bao xa và mình cần phải cải thiện những gì để đạt được cái mục tiêu đó. Ở trong từng đề thi và từng câu hỏi, các em đều sẽ được hướng dẫn phân tích một cách rất là chi tiết thông qua từng bước một, từ việc phân tích đề, phân tích các dạng câu hỏi để tìm ra được cái hướng giải nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với từng dạng, và cách phân bố thời gian cho từng đề thi, từng câu hỏi sao cho chúng ta có thể chiếm được trọn vẹn điểm tối đa trong thời gian nhanh nhất. Năm nay thì các bài giảng chữa đề sẽ đều được ghi hình mới, rất là sắc nét, rất là chi tiết. Bên cạnh cái việc là chữa đề thì các thầy cô sẽ còn lưu ý cho các bạn một số cái lý thuyết quan trọng, cung cấp cho các bạn những cái tổng kết. Ngoài ra thì có thể những cái mẹo hoặc là những cái kinh nghiệm mà có thể giúp cho cái quá trình làm bài của chúng ta trở nên nhanh hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh cái việc làm đề thi thì trong khóa PENI còn cung cấp cho các bạn công cụ có thể giúp cho các bạn chủ động hoàn toàn cái việc học của mình, đó là phòng luyện online. Cái phòng luyện này thì sẽ mở 24/7 với hơn 10.000 câu hỏi trong riêng môn hóa thôi nhé. Và các em có thể là chọn các cái chuyên đề, các cái nội dung mà mình còn cảm thấy chưa tự tin để tập trung cải thiện. Trong đó có cả công cụ bấm giờ để chúng ta tăng cái khả năng, cái phản xạ giải đề của mình lên. Các cái đề thi này, các cái câu hỏi ở trong phòng luyện này có thể làm trực tiếp trên máy tính hoặc các em cũng có thể in ra được, hết sức là tiện lợi. Bên cạnh đó thì học mãi cũng sẽ mở một cái group mà học tập riêng dành cho học sinh 2K4, kết nối các bạn trên cả nước với nhau và với các thầy cô, để từ đó chúng ta sẽ có thêm một cái nơi để mà chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cùng truyền cho nhau những cái năng lượng tích cực và động lực học tập mỗi ngày. Với khóa PENI môn hóa học thì thầy sẽ là người trực tiếp đồng hành cùng với các bạn. Chúng ta sẽ đi cùng nhau trên một hành trình kéo dài từ 4 đến 6 tháng với 20 đề thi từ cơ bản tới nâng cao, và trong đó thì thầy sẽ truyền hết tất cả những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà thầy có, thầy đã tích lũy trong quá trình giảng dạy suốt năm qua. Hy vọng rằng các em sẽ biến được những kiến thức đó, những kỹ năng đó, những phương pháp đó của thầy thành của mình và tự tin thực hiện thật tốt cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Chỉ cần các em hoàn thành khóa học PENI một cách đầy đủ, trách nhiệm, thực hiện tốt tất cả yêu cầu của thầy cô đặt ra, thì thầy tin rằng các em hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với một tâm thế tốt. Chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để nhận diện được tất cả các dạng bài và biết cách giải quyết nó. Thầy chúc tất cả các bạn sẽ có những trải nghiệm học tập thật là thú vị và hiệu quả trên hocmai.vn.